Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức Lê Thành Úc đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong khám phá thành công chuyên án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Bến Lức. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức quyết định khen thưởng nóng cho các đơn vị, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh đội cảnh sát hình sự công an huyện Bến Lức tỉnh Long An đồng thời tặng giấy khen đột xuất cho 5 tập thể và chín cá nhân. Trước đó, chỉ từ ngày 12 tháng 4 năm 2024 đến ngày 15 tháng 4 năm 2024, trên địa bàn xã Thành Lợi, huyện Bến Lức liên tiếp xảy ra hai vụ cướp tài sản. Cả hai vụ án, thủ đoạn của đối tượng là thuê Honda khách, yêu cầu chở đến nơi trắng rẽ thuộc địa bàn xã Thành Lợi, sau đó tấn công bị hại cướp xe mô tô và nhanh chóng tẩu thoát. Công an quyền Bến Lức ngay lập tức phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An, Công an tỉnh Tây Ninh và đã nhanh chóng bắt giữ được Phạm Giang Cường, sinh năm 1985, ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát và tiêu thụ tài sản qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua đấu tranh, đối tượng Cường còn khai nhận thực hiện một vụ cướp khác tại địa bàn xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa vào ngày 17 tháng 4 năm 2024.